Rồi mình tung giải trúng cho khách hàng như vậy, dò thử nha. Rồi đào tại số đâu? Đào 53 đúng rồi, 53 này bữa mình cũng bán 53 mà bán chị đúng rồi, khó con dò đó. 53 rồi, 100 ngàn. Không số mưa nhỏ nhỏ ăn thu gì. Rồi để bộ bữa nay số có rảnh nó mới đi rảnh thưởng à. Rồi nè, để giờ cho quý vị thân dõi thêm nhưng mình có bữa đó là em đi tìm năm thôi à. Đây quan chị đây, quan chị đây quý vị. Một người một em gái mới quan chị như quý vị, đây quan chị đây. Quan chị như quý vị. Đó. 53 ha. Quan chị ngày 2/3. Đó. Rồi thì trúng 53. Để chung tiền cho khách hàng luôn nha quý vị. Thế nè, mua ở đâu? Mua ở đâu? Dạ. Dạ mua ở đâu? Chỗ này. Có bữa đó anh nghỉ mà. À dạ hả? Em chạy xuống đây không có nè. Có số không? Đó. Đâu ở đây chúng chung tiền nè đó, chung 100 ngàn nè đó. Rồi. Để chúng chú qua ngày con bảy kia chúng qua tài giải bả luôn. 600 ngàn. Em chạy xuống đây không có. Cái tí đường chạy đây. Hôm qua mình có ngày xíu chúng gặp mẹ cho nghe. Cô bốn dụ mà có đứng chỗ kia đo cái này. Chắc không phải không giờ đó. Chưa chưa nó làm em mà chị bán chung một đại lý đó. Đại lý chứ mà chiều chắc đây sẽ bán trước hả? Chị Thủy với lệ chị Sen. Ba người đó là bán chung đại lý với em nhớ là bốn cửa em chạy xuống đây em thấy. Giờ có bữa mình không có số đó. Giờ nói bón nó số thì chưa có. Qua ngày giờ chị làm quá đó, ngày xưa mình bón trước chú Ba luôn, mình nói cho chú Ba mua là bón với số luôn, ông xuống này ông mua số miếng luôn, mình lấy số cho là kêu lấy số cho bón luôn, rồi lấy số cho bón luôn, rồi đó ông bón vui hơn, khu đó nó vui hơn còn bia rồi đó, rồi nó vui hơn á mình, nên bón lại này mới bón lại này, có bữa có số có bữa không, bữa nay số quá trời nha, vậy thằng đó có nhà. Trong chút chuyện này chúng ta tiện ngang gì là đâu không? À, để đưa hương á, để đưa hương ngang với đưa hương á. Quả phụ hộ. À, quả giới phụ hộ cho nghe. Cho em trúng nghe. Rồi. Mẹ, để số vô nha mẹ. Đâu như vậy? Con vợ mới vừa chung sang. Qua cho quý vị xem rồi. Đến nay cũng xin tạm dừng luôn nha quý vị. À. Đây đây, thằng cu cũng ngồi bón này. Em con thằng cu quê Mi Đà Nô, học lớp 2C Thành Đông, Sơn Tịnh Quá Ngựa. Rồi, em xin chào quý vị nha.